Ta có thể sử dụng được cả hai app điều khiển, đó là app Roborock và app MI Home. Thì cái app Roborock này mình bị đăng xuất ra và bây giờ mình cũng quên mật khẩu. Thì mình thấy là cái app MI Home nó sẽ tiện hơn ở chỗ là thứ nhất là tính năng nó vẫn đầy đủ. Thứ hai là mình còn có thể sử dụng được các cái thiết bị khác. Thì mình dùng chung cùng cái hệ sinh thái nó sẽ tiện hơn so với cái việc dùng app riêng. Thì video này mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối cái con Roborock S7 Plus. Và đây là cái mã nội địa thì nó sẽ là T7 Plus trên cái app điều khiển MI Home. Thì đầu tiên nếu như các bạn đang sử dụng cái phiên bản nội địa là Roborock T7 Plus này thì các bạn sẽ chuyển sang vào cái phần cài đặt và chúng ta sẽ chọn quốc gia là Trung Quốc. Tất nhiên là ở Việt Nam thì mình sẽ không thể sử dụng được vì cái sản phẩm nội địa sẽ bị khóa app. Thì đối với bản quốc tế thì chúng ta sẽ chọn quốc gia là Việt Nam. Sau đó thì ở phần thiết bị này, chúng ta sẽ kéo lên phần trên cùng và chúng ta vào phần thêm thiết bị. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ tìm Roborock S7. Vì đây là bản nội địa thì mình sẽ tìm là Roborock T7 Plus. Đó. Xong là các bạn sẽ nhấn cho mình vào hai cái biểu tượng ngôi nhà và biểu tượng làm sạch một điểm. Hai biểu tượng này. Mình giữ trong vòng 3 giây. Rồi, sau khi phát ra cái âm báo thì mình sẽ bỏ tay ra. Sau rồi mình sẽ chọn đặt lại thiết bị. Thì nếu như các bạn đang sử dụng bình thường và kết nối rồi và một lý do nào đấy, ví dụ như các bạn đổi điện thoại hoặc là quên mật khẩu hoặc gì đấy, thì khi mà các bạn cài đặt lại nó sẽ không bị mất những cái cài đặt cũ, bao gồm có bản đồ rồi các cái thiết lập như là hẹn giờ, nó sẽ không bị mất nếu chúng ta chỉ giữ vào đây. Thì cái nút này chỉ là nút reset wifi thôi, còn cái nút hard reset thì nó sẽ ở đây. Đây, các bạn sẽ dùng một cái que chọc sim đưa vào đây thì sẽ là reset factory, tức là reset cứng, đưa máy về mặc định của nhà sản xuất. Rồi bây giờ sau khi mà reset wifi xong thì chúng ta sẽ chọn tiếp. Cái này mình đã bị mất mật khẩu rồi, mình cũng không có cái thời gian tìm lại và mình thấy là cái app Roborock nó cũng không tiện, cho nên là mình đã quyết định là chuyển sang cái app MI Home cho cái con Roborock T7 Plus này. Rồi, sau đó thì mình sẽ chọn kết nối với Wi-Fi của thiết bị này. Rồi ở đây thì mình xem ở trong cái danh sách Wi-Fi này có cái Wi-Fi nào nó tên là Roborock không thì mình sẽ nhấp vào đấy. Sau đấy thì các bạn sẽ đợi khoảng tầm 3 đến 5 giây để cho nó ra dấu tích này. Thì mình sẽ vuốt màn hình lên và mình chuyển sang giao diện app. Thì mất khoảng tầm 1 phút để nó sẽ thiết lập các cái thông số và kết nối xong. Gần như là cái thao tác kết nối cái con robot hút bụi của Xiaomi và cụ thể là Xiaomi Roborock này nó rất là đơn giản. Các con robot khác của Xiaomi cũng tương tự như thế. Thì đây mình sẽ đặt phòng bởi vì mình có rất là nhiều nhà và sử dụng các cái hệ sinh thái của Xiaomi này, cho nên là mình sẽ cho nó vào cái nhà này của mình. Rồi, ở đây mình có thể đặt tên cho robot, mình để nguyên cũng được. Rồi mình chọn tiếp. Đó, đồng ý và tiếp tục. Thì các bạn có thể nhìn thấy là tất cả những cái thiết lập bao gồm có bản đồ này, tường ảo này, mọi thứ nó vẫn còn nguyên, nó không mất cái gì cả. Ở trong này thì mình sẽ kiểm tra luôn cái thiết lập thời gian. Thời gian nó sẽ ở đây. Schedule. Ở đây nó chưa Việt hóa hết được. Này, schedule đây. Này, mình sẽ cho nó chạy vào 20 giờ là 9 giờ 22 phút và 14 giờ 20 phút. Còn cái 4 giờ sáng này là mình thử thôi. Đó, mình sẽ cho nó chạy hàng ngày vào hai cái khung giờ này. Thì thông thường một số ngày mình sẽ tắt nó đi, tắt một khung giờ đi. Tại vì bình thường ngày nào nó cũng chạy thì nó sạch rồi, cho nên là mình sẽ cho nó làm việc một lần thôi. Thì thỉnh thoảng mình sẽ bật thêm một cái khung giờ này nữa. Đó, tất cả những thiết lập bản đồ này nó vẫn còn nguyên. Thì video này mình đã hướng dẫn các bạn cách kết nối cái con Xiaomi Roborock S7 Plus hoặc là T7 Plus nếu mà bản nội địa. Mình không chắc là bản nội địa bây giờ có thể dùng được không. Nghe nói một số bạn thì bảo là vào... Đây. Các bạn vào phần hồ sơ, các bạn vào phần cài đặt và các bạn đổi quốc gia sang Trung Quốc. Sau đó thì vào cài đặt giờ của hệ thống. Rồi các bạn đổi múi giờ.
đổi múi giờ sang giờ Bắc Kinh. Ngày giờ đây. Đây, các bạn đổi sang giờ Bắc Kinh thì có thể sử dụng được, nhưng mà theo mình là hình như là hãng của nó cũng đã chặn cái cách thiết lập này, cho nên là tốt nhất thì các bạn nên, nếu mà các bạn dùng robot bụi thì các bạn nên chọn phiên bản quốc tế.